Tao tao đã thu nhỏ Skibidi. Ui sao tự nhiên màn hình nó rung vậy? Ôi trời ơi, UFO nó bay tới vậy các bạn ơi. Ôi giời ơi, là không cái con Skibidi bay lên kia các bạn ơi. Trời đất ơi, ôi, nó mất tiêu luôn rồi. Trời đất ơi, đĩa bay nó đưa hai người kia đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Tự nhiên có một cái ông nào nó đầu camera, ông tới đưa cái con Skibidi suýt nữa nó giết tụi mình rồi các bạn ơi. Nhưng mà trời ơi, dù sao cũng cảm ơn ông hơn là không là mình bị tiêu diệt rồi. Bây giờ thì chúng ta đi về nhà tôi em ơi, đáng sợ quá. Chúng ta ăn mừng gì mà đánh bại Skibidi vậy hết trơn á, đi thôi. Ok ok, tới nhà Huy Đức rồi nha các bạn ơi. Vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi đó các bạn, hài hên quá. Trời ơi, đợi xíu tôi đi tè cái nha, nếu mà bắt tè quá. Okay, được rồi, okay, đi rồi, okay, đi tè thôi các bạn ơi. Ôi, từ từ. Không biết cái toilet này nó có Skibidi nữa ông ta, ghê quá à. Sau khi trải qua mấy cái chuyện này xong, bây giờ mình đi toilet mình cũng sợ luôn các bạn, mình phải kiểm tra kỹ trước. Wow. Các bạn chơi vậy thôi chứ làm gì có gì, thôi tôi đi tè đây. Qua nhà nó, trời đất ơi, cũng đã lâu rồi, từ kể từ cái ngày mà tụi mình hả gọi là đánh bại được cái con Skibidi đó các bạn ơi, thì mọi thứ nó diễn ra một cách rất là bình yên và không có gì xảy ra với con Skibidi đó nữa. Bây giờ mình sẽ qua nhà thằng Huy, hôm nay mình sẽ qua mình ăn mừng một xíu cái các bạn ơi. He tới nhà Huy Nấp rồi các bạn ơi. Hello Huy Nấp à. Hello hello. Ủa, hai người kia đâu, hai người kia đâu, chị Mèo với Dắt đâu rồi? Hai người kia đang qua. Ồ mày gọi đã, được rồi, để tao vô tao nấu ăn trước, chờ mọi người qua thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa thiệt là ngon các bạn à. Để hôm nay tôi chỗ tài nấu ăn cho mấy bạn coi này, được rồi, bỏ một chút muối vô nè. À, thơm phức liền, thơm phức liền. Ôi trời, mùi gì thơm quá vậy? Mùi tao làm thịt nướng đó, trời đất ơi, tao nấu ăn hơi bị xịn, nó cho thêm một chút muối vô nữa nè. À, trời đất ơi, tôi nấu ăn hơi bị điêu luyện nha các bạn ơi. Trời đất ơi, nhìn hai cái miếng thịt nó hơi bị ngô luôn nha các bạn ơi. Ôi, như tôi vừa thấy cái gì? Hình như tôi vừa thấy cái gì đó không ta? Ôi cái gì vậy? Vừa thấy có cái gì màu đen đen nó vừa đi tới đây đúng không các bạn? Hay là tôi bị hoa mắt vậy các bạn? Các bạn thử comment giúp tôi thử coi. Rõ ràng là tôi vừa thấy ai đây mà các bạn? Trời đất ơi, vậy là chắc tôi hoa mắt rồi các bạn, không có ai hết trơn á. Thôi nấu thịt tiếp rồi các bạn. Ôi, cái gì vậy? Ông này đâu ra vậy? Đâu ra cái ông cameraman vậy các bạn? Ừ, cái gì? Ừ, cứu ông với hả? Ôi trời ơi. Ừ, cái gì vậy? Ông đại ca, ông camera man vậy? Trời ơi, ơi, bông máu chảy quá trời kia các bạn ơi. Ghê quá vậy trời. Ôi, nhìn như ông có chuyện gì chứ không phải ông muốn hại mình các bạn ơi. Ừ, trời ơi, nhìn máu kìa, như ông đang bị thương rồi. Ông có sao vậy ông camera man ơi? Skibidi nó đã trỗi dậy rồi. Cái gì? Skibidi đã trỗi dậy hả? Đúng rồi. Lần trước tôi nhớ là ông và là với lại đồng bọn camera man của ông đã bắt được Skibidi thu nhỏ nó và đưa nó lên gọi là cái tàu vũ trụ rồi mà. Nhưng mà sau đó hắn ta đã tiến hóa và trốn thoát rồi. Cái gì tiến hóa sao đó? Sao nghe đáng sợ quá vậy? Không những vậy, hắn ta còn giết hết những đồng bọn của ta nữa. Ghê vậy, giết hết camera man luôn. Sao hắn cứ tấn công các ông nên là ông bị thương như vậy á hả? Giờ sao đây? Bây giờ mà tụi mình phải làm gì đây tao? Không biết nữa, bây giờ tụi tôi phải làm gì đây? Chứ bây giờ nếu mà Skibidi đã trỗi dậy thì coi như thế giới này gặp nguy hiểm mất. Bây giờ các người hãy bảo vệ ta đi. Bảo vệ không hả? Con Skibidi sẽ xâm chiếm thế giới này đó. Tại vì chỉ có ta mới biết cách tiêu diệt nó thôi. Ô, vậy là ông là người duy nhất biết cách tiêu diệt được Skibidi hả? Được rồi, được rồi. Vậy thì chúng ta phải bảo vệ cái ông này thôi. Các ơi, ơi, lại đây phụ ta một tay coi. Ờ, được rồi, được rồi, để tao mới. Ok, ok, trời ơi, ông này ông tập cái tướng gì kỳ quá trời. Được rồi, xuống đi ông ơi, nằm trên ghế sofa đây nè. Trời đất ơi. Bây giờ ông camera ông nằm đây. Tôi nghe tiếng gì vậy? Và bây giờ chúng ta phải kiếm một chỗ an toàn để trốn lẻ lên thôi. Chạy đâu đây tôi gà ơi? Chúng ta sẽ chạy tới một chỗ đó chỉ là một cái hầm an toàn các bạn ơi, để trốn thoát khỏi Skibidi các bạn ơi. Nhanh lên. Đây rồi, đây rồi. Mở hầm ra đi chị Mèo, mở hầm ra, chuẩn bị nhảy xuống này. Mở nhanh lên, nhanh lên. Tụi nó tới rồi kìa, nhanh lên. Được rồi, nhảy xuống đi các bạn ơi. Xuống thôi, xuống thôi. Đóng hầm lại, đóng hầm lại. Bye bye tụi mày nha, đóng cửa lại nè các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, cuối cùng cũng xuống được hầm an toàn rồi. Bây giờ sao? Sao nữa? Bây giờ mình sẽ đưa cameraman tới một chỗ an toàn hơn trong hầm an toàn này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây những cái an ninh của cái hầm an toàn để chống những con Skibidi tới. Được rồi, bây giờ mình sẽ lên cái tàu này trước nè. Bây giờ tôi đưa cameraman tới trước, anh em có gì tới sau nha. Okay, 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 okay. Được rồi, ông cameraman ơi, ông bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ đưa ông tới cái chỗ an toàn. Sau đó tụi tôi sẽ bắt đầu xây bẫy trên những cái chỗ này đó. Để xíu nữa mình lỡ Skibidi có tấn công ông thì những cái bẫy đó sẽ tiêu diệt tụi nó. Xíu nữa Skibidi có ngon thì nó vô đây mình sẽ tiêu diệt hết tụi nó luôn. Được rồi, bây giờ đây là chỗ an toàn nè. Bây giờ ông nằm đây cho anh em tới chưa? Anh em tới đông đủ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại căn phòng này một xíu để thuận tiện cho ông cameraman ông ở trong này ông an toàn nha các bạn ơi. Được rồi, đặt ở đây này. Được rồi, chúng ta đã xong căn phòng rồi. Ôi sao, sao nhiều camera quá vậy chị Mèo, làm gì vậy? Trời đất ơi, thì đặt thêm camera cho ông camera có bạn chơi. Trời đất ơi, đặt thêm camera để cameraman có bạn chơi đỡ buồn rồi. Được rồi, ông nằm đây. Được rồi, và bây giờ bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ khóa cái cửa này lại cho nó an toàn các bạn, đề phòng những cái con kia nó tới tấn công. Và sau khi đã xong mọi thứ, chúng ta chuẩn bị xây bẫy ra nè anh em ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa?
phần này rất là quan trọng đó, là gọi là nó quyết định được chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay có thể bảo vệ được Caravan không đó. Được rồi, bây giờ để tôi chiến cho. Chị Mel sẽ là người đảm nhiệm cái khu vực đầu tiên là đó. Chỗ này chỉ là cái chỗ mà cái con Cam lộn, cái con Skibidi nó vừa rớt xuống, thì chị Mel sẽ làm những cái bẫy ở đây. Sau đó sẽ tới của Jack ở bên này. Jack ơi, Jack lại đây, Jack lại đây. Jack sẽ qua bên này. Được rồi. Vậy thì Jack sẽ quản lý chỗ thứ hai và Huy sẽ là chỗ thứ ba nha Huy đáp ơi. Lên đây. Đó, chỗ này cũng rất là quan trọng nha Huy, này là tao tin tưởng mày lắm mới giao cho mày đó. Còn được rồi. Cuối cùng đó chỉ là của Toga TV đây các bạn ơi. Được rồi. Và chỗ cuối cùng sẽ là phần chỗ rất là quan trọng, tại vì nếu mà nó vượt qua được hết ba cái bẫy của người kia mà bẫy của tôi nó không xịn một cái là coi như là tụi mình thất bại luôn đó các bạn. Thì bạn hãy cổ vũ cho tôi nha. Chúng ta sẽ bắt đầu xây những cái bẫy của chúng ta thôi các bạn ơi. Let's go. Và cái bẫy đầu tiên tôi sẽ sử dụng một cái camera khổng lồ để làm bẫy. Thì tại vì sao? Tại vì những cái con gọi là camera chính là gọi là đối thủ của Skibidi, là kẻ thù của Skibidi các bạn. Nên hôm nay mình sẽ sử dụng những cái camera để làm bẫy cho mình để có thể tiêu diệt những con Skibidi đó các bạn ơi. Và ở đây mình đã trang bị sẵn ba cái camera khổng lồ và chỉ cần xíu nữa mình ở bên trong này, con Skibidi nó đi ngang mình bấm nó một cái thì những cái camera này nó sẽ hoạt động và nó sẽ làm gì các bạn biết không? Đó chính là khi chúng ta bấm vô cái nút này một cái, bấm một cái ơi, bấm đó các bạn ơi, thì cái camera nó sẽ bắn ra một cái tia flash nó rất là bự luôn, nguyên một túc ánh sáng này các bạn. Đùng một cái và chỉ cần nó dính vô cái thằng Skibidi một cái nó sẽ nổ cái đùng cho bạn coi các bạn này. Và ba cái camera mình đã cho cái ba nút khác nhau các bạn, chúng ta có thể bắn nó. Ủa rồi mình cũng phải né rồi bạn, nguy hiểm lỡ mà dính mình coi. Nhưng mà xíu nữa có những cái con Skibidi vô thì cái mục tiêu nó sẽ là Skibidi. Và cái bẫy tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng một cái camera khác các bạn ơi, nhưng mà nó không giống như bên này, mà camera này chỉ là camera laser các bạn. Tại vì sao? Tại vì khi mình bấm cái nút này một cái, mình sẽ cho các bạn coi này, mình bấm này hay cho thì lập tức cái camera nó sẽ bật kích hoạt cái tia laser này và nó xoay vòng các bạn ơi. Ôi trời ơi, và chỉ cần đứa nào đi vô cái phạm vi của cái laser đó lập tức sẽ bị camera đốt cháy tụi nó luôn các bạn à. Cái bẫy cuối cùng đây các bạn chắc chắn sẽ bất ngờ, đây chính là một cái bẫy bí mật và chỉ cần tôi bấm cái nút này một cái hay cho bom, đó chính là cái bẫy chủ cameraman khổng lồ đây các bạn. Đây chính là một cái con cameraman khổng lồ siêu đô siêu mạnh và mình giấu nó trên này và chỉ cần mình bấm nút một cái thì cánh cửa nó sẽ mở ra và cameraman khổng lồ này sẽ xuống và tiêu diệt hết những con Skibidi đó các bạn. Và đó chính là cái bẫy mạnh nhất của Toga trong ngày hôm nay đó. Vậy là xong những cái bẫy của Toga rồi các bạn. Và cuối cùng các bạn có thấy ở phía trên đồng tôi có một cây hình gì thanh máu, đó chính là thanh máu cánh cửa, đó chính là cái máu của cánh cửa này các bạn. Tại vì nếu mà cái cửa nó hết máu một cái thì cửa này nó sẽ vỡ và bên trong cameraman sẽ gặp nguy hiểm các bạn. Nên là chúng ta phải cố gắng giữ cho cái thanh máu cửa luôn luôn đầy để không cho những con Skibidi kia có thể tấn công vô cái con cameraman nha mọi người ơi. Mọi người ơi, xong hết chưa, xong hết chưa vậy? Xong rồi. Và chị Mel đã xong hết luôn rồi. Ủa, để chúng ta coi review những bẫy con. Ôi trời ơi, chúng ta đã có tổng cộng rất là nhiều cái bẫy ở đây này các bạn ơi. Đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đợi những con Skibidi kia nó vô được cái hộp của mình và mình chuẩn bị xử lý nó thôi. Ê, cái gì bắt đầu nghe hết tiếng. Ôi, sao tụi nó tới sớm hơn mình dự tính vậy các bạn ơi? Hình như tụi nó bắt đầu xuống rồi. Từ từ để em ra kiểm tra cái hầm an toàn của chúng ta coi các bạn ơi. Ôi trời ơi, hình như tụi nó đã đi xuống kia các bạn ơi. Tụi nó đã mở được cái hầm của mình rồi. Wow, quá trời Skibidi luôn anh em. Chuẩn bị này, đóng cửa lại. Sau đó chúng ta sẽ khóa cửa này lại coi. Anh em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chiến đấu rồi nè. Ôi trời đất ơi, hình như nó bắt đầu xuống rồi kìa các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó chui từ đây. Ôi con nó tưng chị nhìn nhấn nút chưa? Chị Mel nhấn nút một cái. Những cái bình nước này nó xả ra những cái nước độc axit các bạn, và nó sẽ kẹt những con này lại. Leo rồi sao mày qua được mấy con Skibidi kia? Ôi trời tụi nó vẫn cố gắng qua mày. Ôi trời, tụi nó dính độc mà tụi nó vẫn cố gắng qua kìa. Trời đất ơi, mấy cái con này nó cứng đầu thì chứ. Trời đất ơi, ôi nó cố gắng đi vô cái phần này chị Mel ơi. Mấy cái con này nó khôn thì chết. Ôi như tụi nó chuẩn bị qua được bảy chị Mel kìa. Mel được rồi, bấm bảy của Jack này hãy cho bảy gì cục phân này cho. Ôi những cái cục phân nó rớt cho một cái chết mấy con. Trời, đây chỉ là bảy phân khổng lồ coi, nhìn kìa, bấm cái này hãy cho. Mày nè con, bẫy của Jack xịn quá à Jack ơi. Nhưng mà tụi nó vẫn đang cố gắng xâm nhập vô để tiêu diệt cameraman kìa các bạn ơi. Càng ngày càng đông luôn kìa Huy và chị Mel và Jack ơi. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Được rồi, chúng ta có thể. Ôi trời ơi, tụi nó vẫn đang kẹt bên kia kìa bạn ơi, quá trời đông luôn. Anh em hãy cố gắng gọi là bấm những cái bẫy để tiêu diệt tụi nó nha anh em ơi. Các bạn hãy cùng đừng quên cổ vũ cho tôi bằng cách comment nha. Rồi, tụi nó vô đi kìa, tụi nó vô đi kìa. Được rồi, chuẩn bị sử dụng bẫy phân của Jack này các bạn. Bấm lên để cho nó rớt thêm phân vô này các bạn ơi. Mày ngồi vô đây. Nó chưa kịp vô được rồi. Bấm lên mày. Cục xịt này. Tiêu diệt được á, tụi nó rồi các bạn ơi. Còn một số con nó sắp qua được rồi. Mày là con rồi, một con yeah. Hình như gần hết rồi các bạn ơi. Ôi, con gì coi gì bự. Ôi, con chùm kia ôi các bạn ơi. Ôi, nhìn cái mặt nó đỏ lè, nó vàng khe, nó đáng sợ mà. Ôi, đó chính là con chùm Skibidi trong những đám kia nó gặp. Nó đang cố gắng vô kìa bạn ơi. Mày ngồi vô đây. Chị Mel ơi, nhìn kia nó cố gắng vô kìa chị Mel ơi. Ôi trời đất ơi, nó đang cố gắng vô kìa Huy ơi. Chuẩn bị bấm thêm 7 phân này, 7 phân này Jack ơi. Ok, chuẩn bị tôi bấm này. Mày bấm rồi. Mày ngồi vô đây. Ôi, mày này coi chết rồi. Cái bẫy này nó có bẫy không có thằng này. Được rồi, mình sẽ xài bẫy tiếp theo của Jack. Hay cha. Mày hả con lọt vô trong cái bẫy trò chơi này. Đây chỉ là những cái bẫy. Cái bẫy ra màu nâu. Trời nó đập lên trời. Trời ơi, bẫy Jack xịn đẹp chứ các bạn. Ôi trời ơi, nó tới kìa. Trời ơi, ôi trời.
bẫy này là bẫy gì đó ơi. Ôi, đây chính là những cái bẫy mồm cầu bẫy kia đó. Trời ơi, bẫy nó hút vô cái chỗ gai kia bạn ơi, một con nha ơi. Ôi, vẫn còn một con. Ôi, nó bắt đầu. Ôi, nó bơi qua rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, cái này là gì đâu đi nó, mình bấm cái này thì được cái gì nó bẫy. Ủa, mấy hút con coi con này nè. Ok, ok, để thử. Hay cho mày nè. Ôi, cái bẫy này là cái bẫy xong hầm cầu, có ai bấm một cái là nó xuống đây các bạn ơi. Trời đất ơi, còn bẫy đầu tiên hồi nãy là nó sẽ đẩy tụi nó về những cái gai thì mình bấm như thế này. À, đúng rồi. Mày ngồi mày vô đi. Ôi, nó vô nữa rồi kìa đám ơi. Ôi trời, mày vô càng ngày càng đông rồi kìa đám ơi. Đẩy vô, đẩy vô. Ừ, chết rồi. Chị Mèo lo cái bẫy bên kia, chị Mèo lo bên kia, để em lo bên này cho. Mày đây con, mày con. Mấy con này mày ngồi mày lại đây. Ôi trời ơi, đông quá các bạn ơi. Đẩy nó vô. Ôi trời ơi, đông quá, Skippy đi vậy mà đông quá vậy. Trời, có một số con nó đã qua được cái bẫy kia rồi. Chị Mèo ơi, được rồi, không sao sao. Mấy mình các bạn tin tưởng cho bẫy của tôi không thì đừng quên comment cho. Được rồi, mày ngon mày lên đây. Mày ngon mày lên vô bẫy của tôi gài coi. Hay cha. Bom trời đất ơi, một phát thôi là đi bụi. Hay cha. Wow, trời đất ơi, wow. Đúng là bẫy của tôi gài xịn quá các bạn ơi. Rồi, còn con nào nữa mày ngon mày lên đây mấy con Skippy đi kìa. Ôi nó qua cho em nó. Được rồi, mấy tụi này cứng đầu các bạn ơi, có mỗi cái đầu thôi mà lúc nào cũng cứng đầu. Được rồi, chuẩn bị qua mình chụp cho nó vài cái bức ảnh cái là nó đi liền vậy. Hay cha. Được rồi, để mình chụp máy thứ hai nè. Hai cha, ôi trời ơi, rắc cánh tay rắc ơi, con nhìn dính bây giờ mày này con và cái cuối cùng. Hai cha, yeah, tiêu diệt được hết rồi. Ôi, còn hai con, còn hai con, con cuối cùng rồi. Được rồi, bấm nút này, bấm nút mày này con. Được rồi, mày này con, yeah, thành công rồi. Thôi, nó vô mấy con mới kìa. Vô con mới, bây giờ nó mọc chân luôn rồi kìa. Nó mới nhìn gớm quá vậy. Ôi trời ơi, nó như những cái con nhỏ nè. Trời đất ơi, cái toilet mà mày giờ mọc chân sao không thể nào tin được anh em mà. Bấm đi anh ơi, hút mày lên nè, hút mày lên nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dắt lên cái che mắt mày hút được. Ôi không. Ôi trời ơi. Trời ơi, tưởng nó trẻ là mày nè con. Tiêu gì cái đồ cái gì vậy? Sao nó bự hơn nhiều quá vậy anh em ơi? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ cái đầu nó bự quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, gì mà đông quá vậy? Trời, cố cứu kiểu này là nguy hiểm quá rồi anh em ơi. Kiểu này là nguy hiểm hơn tôi nghĩ hơn nhiều luôn rồi anh em ơi. Chuẩn bị anh em chuẩn bị tới tận trời đất ơi. Mình chỉ còn 3 cái bẫy nốt còn lại thôi các bạn ơi. Nó lên được kia, bấm đi. Mày này con ạ. Ôi giời ơi, thôi tôi bắn hụt, trời. Bắn trúng chị. Có lên, coi chừng anh em né ra, coi chừng nó bắn chính nè. Hãy cha, ôi giời ơi, được rồi. Không cho nó vô được cái lần nào luôn các bạn ơi. Nó vẫn vô tiếp, cứ cứng đầu quá các bạn ơi. Nó quyết định là tiêu diệt cameraman cho bằng được hay sao. Trời đất ơi, mấy cái đứa này. Thôi, được rồi, chuẩn bị, mày ngon mày vô đây. Đi đâu mà dội, mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây hả mày. Ôi chết rồi, có một con nó qua đi các bạn ảnh ơi. Được rồi, tia laser nè, mày nè con. Này hả con, thôi được rồi, đi vô cái tia laser. Tia laser của cameraman rất là mạnh. Ôi giời ơi, nó quá một phát rồi. Nhưng mà tụi nó càng ngày càng đông, càng ngon vô đây. Ngon thì vô đây. Ôi giời, bắn nổ tụi đây đi. Coi chừng kìa, ôi nó vô nữa kìa đây. Tia laser nè. Hãy cho, trời đất ơi. Không có con nào có thể vượt qua được sức mạnh của con gà đâu. Ôi giời, quá là mạnh luôn các bạn ơi. Cô lên, sắp được rồi, còn một con. Yeah. Cái bẫy laser của mình quả đúng là xịn mà các bạn. Kì vậy? Nhìn kìa tức. Trời đất ơi, huy giác ơi, chị Mèo nhìn kìa. Ôi trời ơi, bây giờ nó đã mọc thêm những cái xúc tu từ cái bồn toilet ra. Nó cứ ngon ngoậy kìa, gớm ghiếc quá rồi. Thôi, ghen dị quá, chuẩn bị bấm đây, bấm đây. Mày này con, mày vô đây. Bẫy laser, cố lên, bẫy laser. Thôi, đừng quên, tắt lên, mày này, cọc mày này con. Tụi bay ngồi vô đây, Skippy đi ơi. Rồi vô kìa, bắn đây. Mày này con, trời ơi, con xin dị. Mày này con, bắn con kìa, nó mới chết sao. Được rồi, bẫy laser, bẫy đi nha, bẫy. Ôi, bẫy laser của con CJ nào chết rồi. Phải dùng bẫy cuối cùng thôi. Robot đây à, xuống lên đây, quánh nó đi. Mày là mày, ôi giời ơi. Bẫy camera, quánh nó kìa, bẫy camera kìa bà. Quánh nó đi, quánh đi, cố lên bẫy camera. Ôi, cố lên, trời đất ơi, đông quá, mình không thấy gì luôn kìa bà. Nhưng mà mình tin tưởng anh camera mày có thể làm được. Ôi giời, anh camera, anh đập hết luôn rồi kìa. Con cuối cùng luôn rồi. Ôi trời đất ơi, anh camera mạnh quá các bạn ơi. Trời đất ơi, vừa đô vừa mạnh nữa. Ôi giời ơi, anh camera mày ông lên tấn công luôn kìa chị Mèo. Bây giờ nhìn kìa, ôi ông đánh đi, ông đánh đi. Mày này con, trời đất ơi, xử anh luôn rồi các bạn. Ôi, này đi, Skippy đi nè. Ôi giời ơi, bên các bạn có thể thấy anh đấm một con, từng nhát đấm là mình đi hết luôn các bạn. Ôi, anh camera, làm gì vậy? Anh đưa xem đấm nó kìa, anh camera, anh bị kẹt, đúng anh camera, anh bị. Trời đất ơi, anh camera, làm gì vậy? Chết rồi, anh camera, anh bị đụng một cục rồi. Đúng rồi, phải đi đấm mấy tên này, đi camera, đấm này, yeah. Yeah, mình tin tưởng vì mình đã có anh camera man rồi các bạn, anh camera man. Trời ơi, bây giờ tôi phải